Đấy là anh trong lúc chờ lâu quá thì anh nhập thì nó về rồi, anh chưa kiểm kê thôi. Anh nhập về rồi nhỉ? Ừ. Bây giờ là thì theo nhu cầu của xã là có thể là đúng rồi. Ok luôn được không? Đúng rồi. À, dạ, vâng anh. Thế thì nữa để 1-2 hôm nữa để tiền về bên anh đi. Ừ. Xong rồi em sẽ đi kiểm một trường ban là như thế nào. Thì kiểm món này em cũng biết là các anh thi công như nào. Đúng rồi, chủ yếu là đúng rồi, chủ yếu anh chuyển đến xong bên em đặt xuống thôi, thì do là bên em là có cái mặt bằng để đặt không thôi, không tại vì những cái vị trí là phải đào xuống sẵn ấy. Ừ, đào thì cái hộp nó khoảng 8 phân thì đào cũng phải tầm 10 phân, tại vì giống như có dự án khác cứ bảo là sẵn rồi đến lúc anh đến chưa đào thì là cuối cùng lại không làm được. Vị trí thì có đã có file đánh dấu rồi chứ, thì anh gửi lại cho file của bên à, thấy cứ theo vị trí đấy mà. Ừ. Đúng rồi, đào xuống sâu 10 phân thôi. Đúng cái hộp của nó là 6,8 đấy. Rồi. Dạ vâng, thì lúc đấy thì có thể em alo lại anh đi nhá. Rồi, ok. Dạ vâng ạ, à, tôi cho các bạn xem cụ thể không, các bạn lại bảo là thấy cứ nói không. Đấy, tức là nhiều cái dự án khi làm mà tôi hóa giải, tức là với nhà dân thì tôi còn có luôn đồ hóa giải, còn các cái dự án tôi cứ yêu cầu là chuyển tiền, và sau khi chuyển tiền 60 ngày tôi mới đưa đồ hóa giải. Còn cái trường hợp này là tại vì là người ta dự án lớn quá, tôi tìm mãi mới ra cái người phụ trách việc chuyển khoản chuyển tiền, nên là tôi mới nói là hàng nhập sẵn về rồi. Đấy là anh trong lúc chờ lâu quá thì anh nhập thì nó về rồi, anh chưa kiểm kê thôi. À, anh nhập về rồi nhỉ? Ừ. Bây giờ là thì theo nhu cầu của xã là có thể là đúng rồi. Ok luôn được không? Đúng rồi. À, dạ, vâng anh. Thế thì nữa để 1-2 hôm nữa để tiền về bên anh đi. Ừ. Xong rồi em sẽ đi kiểm một trường ban là như thế nào. Thì kiểm nó này em cũng biết là cái anh thì tôi mới nói là hàng nhập sẵn về rồi. Còn đúng ra nguyên tắc thì còn đúng nguyên tắc, đúng hợp đồng của tôi là cứ chuyển tiền và 60 ngày các bạn nhé, 60 ngày tôi mới đưa đồ hóa giải, nên là các nơi ấy, chuyển tiền xong tôi mới bắt đầu, tôi có tiền tôi mới đi đặt hàng ở nước ngoài chuyển về, chứ tôi không nhập sẵn đâu các bạn. Nhập sẵn rồi tự nhiên mình bỏ ra một đống tiền, mình chịu rủi ro hộ các nơi đúng không? Không ai làm thế được. Đấy, tôi cho các bạn xem cụ thể trao đổi. Đây là một bên người ta mấy hôm nữa người ta chuyển tiền, thì đúng ra là chuyển tiền xong thì tôi mới nhập hàng, nhưng mà vì cái dự án này nó lâu, tôi mất tìm mất 1 tháng trời mới ra cái ông phụ trách về tiền nong, nên là còn đây là công việc của tôi, là hàng ngày tôi đang làm keo làm khuôn thôi. Tôi phát triển những cái sản phẩm rất là hay độc lạ và cái hiệu quả cao.
bình thường các bạn nhìn thấy tôi có làm cái hộp gỗ này này, hộp gỗ này để đặt anten, đặt tầm long, nhưng mà bình thường thì tôi thấy là nó mặc dù tốt rồi nhưng mà tôi chưa ưng, vì tôi có một muốn nó có một cái năng lượng rất là mạnh và thực sự mạnh, nên là tôi mới đặt làm hai cái hộp. Thì một cái hộp tôi chưa kịp làm khuôn, nó bị cong vênh, tôi vừa để đâu mất rồi, nên là tôi phải lấy, tôi đang đổ khuôn là tôi đổ cái nắp này trước. Thì người ta làm, thực ra là người ta đưa cho tôi là cái bị hỏng ốc, tôi phải loay hoay vặn mãi mới ốc.